Cũng là một vụ xô xát nhưng mà trường hợp này xảy ra ở quán bún chỉ vì khách xin thêm rau. Chủ quán không chỉ phàn nàn, còn căm hẳn ghế phàn tới tấp vào thượng đế. Vụ ẩu đá này đã xảy ra ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng khiến cho nhiều người lắc đầu ngao ngán bởi cách hành xử côn đồ của chủ quán. Không rõ thái độ cũng như lời nói của vị khách ra sao, song chủ quán không đeo khẩu trang đứng ở gần đó đã nổi cáo, quay lại phàn nàn. Tối ngày xin thêm rau, ăn gần hết rồi dẫn xin. Cả hai bên đôi co một hồi Bất ngờ vị khách cầm món đồ thủy tinh tại quán ném toàn xuống đất. Chủ quán cũng tức khí, cầm chiếc ghế nhựa đuổi theo, phăng mạnh vào người đàn ông kia. Mọi người chứng kiến vụ ẩu đả đã chạy lại can ngăn hai người đàn ông nóng tính.